Sài Gòn ngày phong tỏa thứ 58. Mấy hôm nay nhiều bạn già nhắn tin điện thoại hỏi tôi về mũi vaccine thứ hai. Tất cả đều quá ngày hạn định đã 1 hoặc 2 tuần. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh đó, đã quá 1 tuần rồi. Đau khớp dữ dội không ngồi dậy được mà không dám uống thuốc, vì trong quy định chích vaccine là không được uống thuốc có là corticoid. Mà thuốc kháng viêm giảm đau hiệu quả nhanh nhất mà tôi thường dùng là Meptron 16mg lại chứa đầy corticoid, cho nên dùng dằn mãi mà chưa uống vì đợi được gọi chích mũi thứ hai Moderna. Tôi trả lời với các bạn là thành phố đang có kế hoạch tiêm mũi 2, nhưng mà hiện thời Moderna chưa có thuốc đành phải chờ. Sáng nay đọc báo thì thấy báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 3 tháng 9, tổng số liều vaccine mà thành phố nhận được từ phân bổ là 10.349.200 liều, trong đó có là 4.456.490 liều vaccine là AstraZeneca, 571.200 liều vaccine là Moderna, 312.510 liều là Pfizer và 5.009.000 liều là Verocell. Trong khi các loại vaccine AstraZeneca hay là Pfizer, Verocell đều khá nhiều đợt, thì vaccine Moderna hiện mới chỉ về vài đợt với là 571.200 liều. Số vaccine này đã được phân bổ cho các địa phương và các bệnh viện tiêm mũi 1. Số vaccine này được phân bổ cho các địa phương và các bệnh viện tiêm mũi 1. Một số người may mắn đủ điều kiện tiêm mũi 2. Như vậy có nghĩa là trong đợt này thành phố không được phân bổ Moderna, và trong điều kiện là chưa xác định nguồn vaccine Moderna là có thể cung ứng, tiến sĩ Nguyễn Huy Luân cho rằng là ngành y tế có thể cân nhắc chuyển qua là tiêm mũi 2 bằng một loại vaccine khác, có thể là Pfizer chẳng hạn. Kiểu này thì trước đây theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế thì chỉ cho phép áp dụng là tiêm trộn vaccine AstraZeneca và Pfizer, chứ không được phép là chích Moderna với loại vaccine khác. Bây giờ thiếu thuốc lại cho rằng là có thể chích mũi 2 bằng Pfizer. Trước đó Bộ Y tế khuyến cáo là chích mũi 1 là Moderna thì mũi 2 phải là Moderna, không được chích loại nào khác. Giờ thì bảo là được. Các ông kiểu nào nói cũng được, tùy tình hình. Thế giới chưa ai trộn Moderna với thứ vaccine khác. Việt Nam thì lại định đem mấy cái người già ra làm chuột bạch thử nghiệm. Nếu chết thì im, còn nếu như tốt thì ngạo nghễ chứ gì. Theo WHO, vaccine Moderna được khuyến cáo là ưu tiên tiêm cho những người là trên 65 tuổi mắc các bệnh nền, gồm là phổi mãn tính, tim, béo phì nặng, đái tháo đường, gan và nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người nhiễm HIV. Những người này được đánh giá là tăng nguy cơ mắc virus Vũ Hán nặng, nhưng mà cho đến nay thực tế là không còn thuốc Moderna ở Việt Nam. Rõ ràng là Bộ Y tế Việt Nam chẳng có một kế hoạch nào trong việc tiêm chủng vaccine. Chính chủ và nhân dân ai cũng biết để mà ngăn chặn được cái dịch bệnh thì phải có vaccine. Thế nhưng các quan chức lại bị động và lúng túng trong việc này. Hiện giờ thì vaccine Pfizer và AstraZeneca và cả Sinopharm tương đối là có đủ trong thời gian ngắn tới. Tuy là không có thể đầy đủ để mà phủ 70% dân số theo yêu cầu, nhưng mà cũng có thể tạm thời cung ứng cho đến cuối năm. Nhưng Moderna thì thiếu trầm trọng. Theo nguyên tắc khi mà chích mũi 1, người ta đã phải chuẩn bị đủ mũi 2. Nếu không có được mũi 2, mũi 1 quá hạn định thì tiêm chủng sẽ trở thành vô ích. Thống kê dân số đã có sẵn, ghi rõ Việt Nam trong năm này là có bao nhiêu người trên 65 tuổi. Người có tầm có kế hoạch cụ thể sẽ được cần có bao nhiêu liều vaccine để mà đáp ứng cho lứa tuổi này. Còn ở ta thì có bao nhiêu chích bấy nhiêu, mọi chuyện tính sau. Vẫn biết vaccine ở ta phần lớn là đi xin chứ không chủ động được. Nhưng mà người có trách nhiệm thì phải tính để mà loại nào không xin được thì bỏ tiền ra mua để mà cung ứng kịp thời và đúng hạn chứ. Xin thì người ta cho gì lấy nấy, nhưng mà thứ gì thiếu thì tự mình tìm cách để mua cho có, chứ không lẽ nằm đợi người ta mang tới à? Thật là khó hiểu.
Trong khi thế giới thì người ta chuẩn bị chích mũi thứ ba, ở ta thì đang trong là tình trạng không có thuốc để mà chích mũi thứ hai. Lúng túng, việc gì cũng lúng túng. Chung quy thì cũng do là thiếu quy hoạch, thiếu chiến lược, thiếu chuẩn bị và thiếu cả tầm nhìn. Trong kế hoạch chích mũi 1, thành phố được cấp là 571.200 liều vaccine Moderna và ưu tiên cho người trên 65 tuổi, đó quyết định hợp lý. Tuy nhiên, trong đợt chích này, người ta thấy nhiều người ở lứa tuổi 50 cũng được tiêm Moderna. Có phải vì lý do đó mà người trên 65 tuổi bị thiếu thuốc chích mũi 2 chăng? Theo kết quả nghiên cứu, nguy cơ nhiễm dịch sau khi tiêm chủng sẽ cao hơn ở những người sống ở các khu vực kém phát triển và những người có bệnh nền hoặc già người yếu. Trong đó thì các nhà nghiên cứu nhấn mạnh là cần phải nhắm vào các nhóm có nguy cơ cao để từ đó đề xuất các chiến lược như là chương trình tiêm liều tăng cường kịp thời và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. Tờ Science Daily dẫn lời của trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Claire Steves từ Đại học King's College London: tiêm đầy đủ hai mũi vaccine làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm virus và giảm phát triển các triệu chứng lâu dài nếu như bạn mắc bệnh. Tuy nhiên, trong số những người già yếu và những người sống ở các khu vực kém phát triển, nguy cơ vẫn còn đáng kể và họ cần được ưu tiên gấp để mà tiêm vaccine liều thứ hai và tiêm mũi tăng cường. Nhưng người Việt chờ mãi mà không được mũi thứ hai, cho nên đành sống trong âu lo. Tiêm được mũi 1 mà không có mũi 2 thì xem như là chưa tiêm mũi nào. Ông Phan Văn Mãi, tân chủ tịch thành phố vừa phát biểu là thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch, nhưng mà không phải tới đó là hết dịch bệnh, và sẽ sớm thành lập bộ phận là xây dựng kế hoạch cụ thể để bổ sung các biện pháp từ đây đến ngày 15 tháng 9, và sau đó tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng, các chuyên gia trong và ngoài nước. Cũng có tin là sau ngày 15 tháng 9, khi mà thành phố trở lại các hoạt động kinh tế, thì chỉ có những người đã tiêm chủng đủ 2 liều vaccine thì mới được đi làm, có thể bao gồm là cả việc tham gia các hoạt động xã hội khác. Không biết tin này có thật không, nhưng mà nếu đúng như thế thì xem như là trên tuổi 65 thì đã bị ra rìa rồi, đành tiếp tục nằm nhà mà chờ thôi. Hôm trước cũng đã nghe ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành phố, bảo là không thể để thành phố cứ phải thực hiện chỉ thị 16 mãi được. Nhưng cũng không thể nới rộng khi mà chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ ở mức tương đối thì mới có thể nới rộng các giải pháp. Lúc này chúng ta cần hết sức bình tĩnh, cùng cố gắng để mà vượt qua. Đọc phần đầu thì mừng và hy vọng, nhưng mà phần sau thì lại thấy ông đi kiểu là hàng hai. Ông bảo là không thể giãn cách mãi, nhưng mà cũng không thể nới rộng bởi vì chưa đủ điều kiện. Thôi thì cũng đành chờ như là chờ vaccine vậy thôi. Mới đây, Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB đã đề nghị chính phủ là cấp miễn phí thẻ thông hành xanh để mà chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đây là chìa khóa để mà mở cửa lại nền kinh tế. Theo TAB, thẻ thông hành xanh Việt Nam thay cho cách gọi là hộ chiếu vaccine sẽ được sử dụng cho cả đi lại trong và ngoài nước. Loại thẻ này sẽ tích hợp 3 loại thông tin, đó là định danh cá nhân, hộ chiếu nếu có, và thông tin phòng dịch gồm là chứng nhận chích ngừa vaccine, chứng nhận xét nghiệm, chứng nhận phục hồi âm tính sau khi nhiễm. Hiện nay thì số tử vong ở Việt Nam vì virus Vũ Hán đã lên đến là 501.649 ca. Trong đó, riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 497.391 ca. Như vậy, tỷ lệ tử vong toàn quốc trên số ca nhiễm đó là 2,45%, riêng thành phố là 9%. Con số này cao hơn Thái Lan là 0,94%. Mã Lai 0,93%, Phi Luật Tân là 1,71%, Campuchia là 2,03% và cả Ấn Độ 1,34%, và đứng thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Indonesia. Dù là không còn quan tâm đến số ca nhiễm, nhưng báo cáo thống kê ngày hôm qua ngày 3 tháng 9 cũng làm giật mình nhiều người. Hôm qua, Việt Nam ghi nhận là 14.922 ca mắc mới, tăng là 1.708 ca so với ngày 2 tháng 9. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh là ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục tính từ đầu dịch đến nay, với số ca là 8.499 ca. Số người nhiễm bệnh và tử vong ở thành phố đã cho thấy,
Y tế ở Việt Nam dù trải qua bùng phát dịch lần thứ tư thì vẫn chuẩn bị gì cho trường hợp dịch bùng phát? Lý do dễ thấy nhất là nhà nước ta chủ quan với những thắng lợi bước đầu, ngạo nghễ với những thành tích ban đầu cho nên không quan tâm đến việc chuẩn bị phòng dịch và đối phó với dịch bệnh. Vì chủ quan cho nên ngay từ đầu chính quyền không đồng ý cho các bệnh viện tư nhân tham gia. Đến khi bùng nổ dịch không chịu thấu cho nên mới chấp nhận và đề nghị sự tham dự của tư nhân. Nhưng sức của hệ thống bệnh viện tư thì có hạn, dịch bệnh kéo dài nhưng mà không được hỗ trợ của chính quyền, không cho phép thu phí, hệ thống này đuối sức, không kham nổi. Bóc tách người F0, xét nghiệm lung tung, tốn sức, tốn tiền mà không hiệu quả. Chăn dây cách ly, giãn cách thì cũng không mang lại kết quả như là mong đợi. Càng giãn cách phong tỏa thì số người nhiễm tử vong càng cao. Và cuối cùng thì phải chấp nhận là sống chung với con virus. Nhưng mà điều kiện cơ bản khi mà sống chung được với nó mà khống chế số tử vong thì phải đủ liều vaccine. Đây lại là vấn nạn của nước ta. Vui mừng vì chích được mũi 1 nhưng âu lo vì không được chích mũi 2 và không biết chờ đến bao giờ. Thời buổi chống dịch mà rất nhiều quan chức và cả rất nhiều ban ngành mang tư duy phong cách ngôn từ của cái thời chiến tranh. Con virus hoàn toàn khác với địch quân. Chống dịch không có chiến trường bởi vì nó có mặt khắp nơi và vô hình vô ảnh. Cho nên rất buồn cười khi mà nghe là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trương lấy âm nhạc làm vũ khí chống dịch. Hướng tới chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay với truyền thống là âm nhạc đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức series là chương trình với tiêu đề là Tiếng hát át Covid. Nghe cái con virus nó nói không sợ âm nhạc đâu, mà ông đòi hát cái tiếng của nó. Thời chiến, tiếng hát át tiếng bom là để lên dây cót cho chiến sĩ quên đi những chết chóc, hy sinh để mà cầm súng mà xông lên. Nó cổ vũ tinh thần chiến đấu. Còn bây giờ người bệnh thì thở không ra hơi, người chết thì chỉ còn là nắm tro, người sống thì đang lo méo mặt, hồn phách đâu thời gian đâu mà nằm thưởng thức nhạc của các ông cổ vũ với là động viên. Làm cái chuyện tàu lao chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi. Các cuộc thi được phát động mấy bấy lâu nay thấy là đã nản rồi, giờ còn bày thêm là cái tiếng hát át Covid, nghe buồn cười thấy bà. Cười mà chảy cả nước mắt bởi vì ngân sách quốc gia phải nuôi những cái hội đoàn, những cái tinh hoa chỉ làm cái chuyện rùi bu. Đã tự nhủ lòng là không xem các clip thực trạng đau buồn đang diễn ra ở thành phố này bởi muốn cho mình có năng lượng tích cực để mà tiếp tục tồn tại. Nhưng rồi thì cũng tìm xem hoặc là vô tình xem những cảnh là quấn tử thi vào bao liệm xác mang thiêu của cái nhóm mai táng không đồng. Hình ảnh ấy ám ảnh mãi. Hôm qua xem một clip một cái cậu bé khoảng 10 tuổi đi xe đạp ra đường. Công an hỏi là đi đâu, biết là cấm ra đường không. Cậu bé trả lời là mang đồ ăn cho bà ngoại. Lại hỏi mẹ là mẹ đâu mà sao không mang mà bắt con đi. Cậu bé lúc này mới mếu máo rơm rớm nước mắt. Mẹ vừa mới chết rồi. Chú công an thì cũng một chút sững sờ và tôi thì bỗng nhiên nằm khóc. Thương quá. Trong cơn đại dịch này có biết bao nhiêu đứa trẻ phải mất mẹ, mất cha như thế. Biết bao gia đình phải chia lìa như thế. Biết bao con người phải chết oan ức. Nói oan ức vì đáng lẽ ra đó họ không phải chết. Đáng lẽ ra sẽ không có những đứa bé mồ côi. Đáng lẽ ra sẽ không có cảnh cả gia đình 8 người chết hết cả 8. Căn nhà trống người với 8 hũ cốt xếp hàng. Họ chết oan bởi vì hệ thống y tế quá tệ. Họ chết vì thiếu máy thở, thiếu thuốc, thiếu được chăm sóc kịp thời. Họ chết oan vì không được chích vaccine đúng lúc khi mới bùng phát dịch. Họ chết oan vì dính bệnh lúc mà bị tập trung lây nhiễm chéo. Những oan hồn của họ vẫn còn lang thang luẩn quẩn đâu đây. Và nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từ trong những căn nhà trong xóm nhỏ cho đến những căn biệt thự xa hoa. Còn virus chẳng phân biệt ai, chẳng từ một ai, nếu không biết giữ cũng như là không được chữa trị tận tình. Nặng như là hai cha con của người Trung Quốc hay là anh chàng người Anh khi mà mới chớm dịch, các bác sĩ Việt Nam cứu sống bởi vì lúc đó chẳng mấy người nhiễm bệnh, máy móc thiết bị tập trung dồn vào cứu chữa.
Còn bây giờ thiết bị thì thiếu, nhân lực thì thiếu, giường nằm thì cũng chẳng còn, thành thử cho nên là cứ trở nặng là chết. Đến độ lứa tuổi 20, 30, 40 cũng liên tục tử vong, chứ đừng nói đến là người già trên tuổi 65. Từ cuối tháng 4, Sài Gòn nhuốm bệnh, Sài Gòn đau thương, và bây giờ Sài Gòn đã thấm mệt trong những thời gian cuối cùng. Sài Gòn đang hấp hối, ai hát được những nỗi đau này không? Ai vẽ hết những tang thương này không? Ai viết được những nỗi buồn và oan trái của những cái chết oan ức? Hay chỉ là những lời cổ vũ huyết tâm thắng giặc? Hay là những lời ca tụng một chiều? Hay chỉ là viết về ánh sáng mà bỏ quên bóng tối? Bóng tối của bi thương tù hãm với tang tóc của một Sài Gòn đầy nước mắt. Tác giả Đỗ Duy Ngọc.